Cập nhật nhanh tình hình bão Milton, đã có thiệt hại về người, bão giảm cấp nhưng sức gió vẫn rất khủng khiếp. Trước đó vào khoảng 7 giờ 30 phút giờ Việt Nam, bão Milton đổ bộ gần thành phố Sietaki, bang Florida với sức gió duy trì lên đến 193 km/h. Bão đã giảm cấp, sức gió còn 177 km/h. Đến 9 giờ 20 phút sáng nay giờ Việt Nam, cường độ bão Milton đã giảm xuống thành bão cấp 2 sau khi đổ bộ vào đất liền. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, với sức gió 177 km/h, tâm bão hiện nằm cách 32 km về phía đông bắc Sarasota, Florida. CNN nhấn mạnh mặc dù cấp độ bão đã giảm, nhưng cảnh báo những tác động nguy hiểm là không thay đổi. Ít nhất 2 người không qua khỏi, nhiều người nhập viện do lốc xoáy. Theo đài CNN, thống đốc bang Florida cho biết ít nhất 19 trận lốc xoáy đã được xác nhận và 116 cảnh báo lốc xoáy được ban hành trên toàn bang này khi cơn bão Milton đổ bộ. Theo NBC News, phát ngôn viên của Sở Cứu Hỏa hạt Estee Lou, bang Florida cho biết cơn lốc xoáy quét qua hạt này lúc 16 giờ 28 phút giờ địa phương, đã khiến 2 người ra đi mãi mãi và nhiều người khác được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, 9 cảnh báo lũ quét và 4 cảnh báo lũ bổ sung cũng đã được ban bố. Ông cũng quên nhấn mạnh vẫn còn rất nhiều nữa sẽ đến. Hiện bang Florida đã cung cấp máy phát điện cho các nơi trú ẩn, bố trí dự trữ nhiên liệu. Lực lượng chức năng sẽ hộ tống các xe chở nhiên liệu đến các trạm xăng khi các cảng mở cửa trở lại. Đường Saint Petersburg mưa lớn, ngàn năm có một. Khu vực Saint Petersburg đã chứng kiến lượng mưa 1.000 năm có một trong vòng 3 giờ. Khu vực này đã hứng chịu lượng mưa lên tới hơn 22,86cm, bằng lượng mưa trung bình của hơn 3 tháng gặp lại. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo lũ quét nghiêm trọng đang diễn ra hoặc sẽ sớm bắt đầu, đe dọa đến tính mạng của người dân. Tình trạng khẩn cấp do lũ quét đã được ban hành cho Tampa, Florida. Đây là mức cảnh báo lũ lụt cao nhất. Lượng mưa từ 25,4 đến 35,56cm đã rơi xuống. Lũ quét đã xảy ra. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm. Hãy tìm đến khu vực cao hơn ngay bây giờ. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ nhấn mạnh, hơn 1,1 triệu người mất điện. Phóng viên đài CNN ghi nhận tại hiện trường bão đổ bộ. Chúng tôi đang ở giai đoạn cơn bão dữ dội nhất tại Tampa. Bão Milton đã khiến khoảng hơn 1,1 triệu người dân rơi vào tình cảnh mất điện. Cảnh sát trưởng hạt St. Lucie, ông Kay Pearson, thừa nhận với phóng viên đài ABC rằng đã có thương vong do bão. Tuy nhiên, ông Pearson không nêu rõ bao nhiêu người không qua khỏi, mà chỉ cho biết đã yêu cầu lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đến hiện trường. Thống đốc bang Florida cũng khẳng định vào thời điểm này đã quá muộn để người dân di tản, do đó người dân bị ảnh hưởng nên ở yên tại chỗ. Người dân đã biết sợ sau bão Helene. Theo đài NBC News, tính đến 8 giờ 30 phút giờ Việt Nam, tâm bão vẫn đang ở hạt Sarasota, nơi thành phố Sietaki tọa lạc. Do vẫn đang trong tâm bão nên tình hình ở đây tương đối yên bình. Phóng viên đài NBC News ghi nhận nhiều người ra khỏi xe hoặc phòng khách sạn để theo dõi tình hình xung quanh. Tình hình tại khu vực này được dự kiến sẽ xấu đi nhanh chóng sau khi tâm bão rời đi. Thị trưởng thành phố Sarasota thuộc hạt này, bà Lee Amper cho biết người dân đã cẩn trọng với bão Milton hơn sau khi chứng kiến sức tàn phá của bão Helene. Sau bão Helene thì mọi người đã nhận ra việc cảnh báo nước biển dâng đột ngột do bão không phải trò đùa. Trước đó chúng tôi đã liên tục nghe về nó nhưng không có gì xảy ra. Nhưng lần này mọi thứ đã khác. Mọi người thấy được nước biển dâng có thể làm gì và đã coi trọng lời cảnh báo này, bà Amper cho biết. Bão Milton sẽ tiếp tục gây ra hiện tượng triều cường, mưa lũ và gió mạnh nguy hiểm ở cả khu gần và xa khu vực trung tâm bão đổ bộ. Bão cũng được dự đoán sẽ duy trì cường độ khi đi xuyên qua toàn bộ bán đảo Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 10 giờ địa phương, tức tối ngày 10 tháng 10 giờ Việt Nam. Cơ quan thời tiết quốc gia Tampa cảnh báo lượng mưa trút xuống đã ở mức từ 152 đến 305 mm. Lũ quét đang diễn ra ở một số nơi hoặc dự kiến sẽ sớm xảy ra ở nhiều khu vực khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.